vừa nãy chạy bay át át chạy thấy át chạy hay tam thử ấy này vô kẻ quê ê anh này cũng đá đầu voi thấy nhìn thấy giống đầu giống con voi ta kêu con đá đầu voi mấy cái đá tảng này đó. Nó lâu lâu nó mẻ ra, cái này là nó mẻ rớt xuống rồi nè. Nghe không? Mấy cái này, dấu vết này là dấu vết nó mẻ. Nguyên cục đá tảng nhưng mà lâu nồng, lâu tháng đó, nó nứt gần á. Nó nứt, nó có mấy cái gần đá rồi nó bị nứt ra. Nứt ra rớt xuống từng tảng, vô tới ở trong. Chừng cục đá đó là thấy mấy cái đá vụn nó rớt á, nó rớt xuống nó nằm dưới chân á. Biết còn là cháu. Điện nó mới chết. Tây nát mấy hoang chở anh đó. Ô xăng. Xăng. Ừ, chỉ đó ô xăng đó. Bữa nay Chủ nhật có mấy đứa nhỏ này dẫn lên ruộng lên rẫy luôn. Cái làng hồi xưa nằm ở đây nè, cái làng cũ. Thì có ai cất cái nhà ở đây. Thì trước đâu có cái này mới. Thank you.
từ từ ta lên núi ở luôn. Bây giờ cũng lên nhiều rồi, thấy có nhà cửa cắt tùm lum ở trên á. Biết còn hả cháu? Làm gì đây vậy? Lên chưa? Tính lên núi nào? Chỗ chỗ cái vách đá đó hả? À, chỗ đó đi bộ lên được. Nãy đi đâu á, đi đâu mất tiêu rồi đó. Vừa nãy chơi bài hay ớt ớt chơi hãy ớt chơi hãy tam thử ấy này vô kẻ quê. Ê mà nè dơ ở nhôm xò mà chơi ăn ấy bạn thông minh môi ấy hả thông minh môi tiết tên nào ấy sao xí á. Ăn nán ở tế hát văn vô nôm về tạm. Nào ở tờ tạm. Ồ, mọi người. Mới tiết tạm lễ nha. Thế bỏ ấy. Đi vé xoài nắng đẹp mà thấy dưới này là thường là cây xoài với cây trăm không à.
Đi vẽ xoài. Hôm nay cúp điện từ 3 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Cúp điện 3 giờ sáng là ngủ không được. Nóng nực quá. Chịu nổi xách xe đi từ 3 giờ sáng tới giờ. Tới 5 giờ chiều không biết đi đâu nữa nè. Cái địa hình chỗ này á, là chỗ này là phải có cái khe nước ở đây nè, không cái đó đó ở trên kia đó, đất trên đó nó tuôn xuống theo cái đường này nè, cái chỗ này còn có đất nè, còn hai bên đó là đá không à, thì cái chỗ này á là phải có cái xe cái khe suối chỗ này, khe suối nó phải nó trên này. Từ cái hẻm này nè, đất nó chảy xuống đây nè, không? Nó chảy xuống đây thì ở đây nó phải có khe nước ở chỗ này. Vậy là khe nước nó nằm ở đây nè, nằm ở cái lõm này nè. Cái khe nước nó nằm đâu đây nè? Nhìn thấy rõ, thấy mấy cái... cây cối đó mọc ung tùm chỗ này là có cái đường nè, là đất đó, hai bên đó, nó chảy xuống theo đây nè, nó đổ xuống theo nó đổ xuống chỗ này nè, đất chỗ này nó đổ xuống nó tràn xuống đây nè, thì chỗ này cái xe ở đây có cái suối nước ở đây nè. Ở phía sau cục đá này là đồi Tức Dục. Chỗ này chưa có người. Mấy khúc này chưa có người ở nè. Từ từ rồi cũng có. Chỗ này còn đất nhiều. Còn mấy kia là trơ đá nè.